Lạng Sơn, chồng vũ phu tầm sang thiêu sống vợ nguy kịch. Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ Lộc Văn Coi, 47 tuổi, người địa phương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Thông tin về vụ việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng cho biết ngày 21 tháng 2, Lộc Văn Coi đi uống rượu về và đánh đập vợ là chị Hà Thu Hường, 45 tuổi, ra đánh đập. Trong cơn say, ông còn đổ xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa thiêu sống mặc kệ bà Hường van xin. Nghe tiếng kêu thất thanh của nạn nhân, hàng xóm chạy sang tìm cách dập lửa và đưa bà Hường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, ngày 21 tháng 2, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hà Thu Hường, 45 tuổi, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, vào viện do bỏng nặng toàn thân, diện tích bỏng lớn, sâu, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao. Cần chuyển lên tuyến trên. Bệnh nhân cần phải chuyển lên tuyến trên điều trị mới có cơ hội cứu sống nhưng gia đình không đủ điều kiện kinh tế, đại diện bệnh viện cho biết. Còn Coi bị công an sở tại bắt giữ. Được biết, gia đình chị Hường thuộc diện khó khăn, cả năm phải trông vào hai sào ruộng. Ngoài ra, chỉ còn có một người con trai sinh năm 2001 hiện đang tham gia nghĩa vụ quân sự. Chồng chị Hường không đỡ đần việc gì trong nhà, chỉ suốt ngày uống rượu, say xỉn. Hiện tại, bệnh nhân Hường đang được điều trị tích cực tại khoa chấn thương, bỏng Bệnh viện Đa khoa. Do bị bỏng diện tích lớn và sâu nên tiên lượng bệnh nhân rất nặng, nguy cơ tử vong cao, cần phải chuyển tuyến trên điều trị mới có cơ hội cứu sống. Sự việc trên vẫn chưa là gì so với câu chuyện của người chồng tầm sang biến vợ thành đúc sống xảy ra vào tháng 8 năm 2020. Vào 20 giờ ngày 23 tháng 8, chị Nguyễn Thị Hát, SN 1983, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, chạy từ nhà ra đường trong tình trạng toàn thân đang bốc cháy. Người dân địa phương phát hiện và vội vàng dập lửa đưa đi cấp cứu. Trong tối cùng ngày, Đoàn Ngọc Huy, chồng chị Hát, đã đến Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên khai báo việc mình đã đốt vợ. Bản thân Huy cũng bị bỏng nhẹ ở tay. Ngay khi xảy ra vụ việc, công an xã Bình Nguyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời cấp báo sự việc lên công an huyện Kiến Sương để điều tra, làm rõ. Ông Phạm Quang Nghị cho biết, chị Hát bị bỏng khoảng 90% cơ thể và được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục cấp cứu và theo dõi tình trạng sức khỏe. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên, việc anh Huy sử dụng xăng hay dầu để đốt vợ hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu để giám định. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do mâu thuẫn gia đình. Ông Phạm Quang Nhự nói và cho biết, vợ chồng anh Huy bình thường không có mâu thuẫn gì với người dân xung quanh, chủ yếu mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ gia đình. Anh Huy làm thợ hàn xì còn vợ làm công nhân ở công ty. Vợ chồng có với nhau 3 con và mới xây được một căn nhà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên thông tin thêm. Được biết, vợ chồng Huy có 3 con còn nhỏ, cháu lớn vào học lớp 1, cháu thứ 2 mới 4 tuổi, cháu thứ 3 mới 2 tuổi. Ông Tạ Minh Nở, hàng xóm cho biết, tối ngày 23 tháng 8, Huy đi nhậu về, chị Hát cằn nhằn. Khi ấy, hàng xóm không biết chuyện gì. Chỉ đến khi chị Hát lao ra ngoài như ngọn đuốc sống kêu cứu hàng xóm mới biết. Liên quan đến vụ việc, một cán bộ công an huyện Kiến Sương thông tin, anh Huy về cãi nhau với vợ, anh này nhốt vợ trong nhà sau đó đổ xăng lên người vợ châm lửa đốt. Bà Nguyễn Thị Hát, hàng xóm chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối kể, chị Hát lao ra ngoài kêu cứu. Khi đó, Huy vẫn ở trong nhà,